tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào quý vị đến với bản tin Canada nổi bật trong ngày trên kênh Culture Channel và một số tin tức thế giới đáng chú ý khác. Trong bản tin chiều ngày 28 tháng 2, mời quý vị theo dõi các tin chính yếu trong và ngoài nước sau đây. Canada đóng cửa không phận với máy bay Nga, sẽ gửi thêm viện trợ phi sát thương trị giá 25 triệu đô la cho Ukraine. Chính phủ Canada kêu gọi người dân tránh đi du lịch đến Nga nếu không cần thiết. Ontario chuẩn bị đưa ra các quyền cơ bản của người lao động bao gồm mức lương tối thiểu 15 đồng. Cảnh sát cảnh báo về một trò lừa đảo qua tin nhắn để hoàn lại tiền cho sticker biển số ở Ontario. Hầu hết các hạn chế của Ontario Covid-19 sẽ được dỡ bỏ vào tháng 3 và đây là những gì bạn cần biết. Toronto gần như đã hết sạch nhà để mua. Và trong phần tin thế giới, Ukraine tìm cách gia nhập EU khi vòng đàm phán với Nga kết thúc. Báo cáo mới của Liên Hợp Quốc cảnh báo về những hậu quả chết người của biến đổi khí hậu. GSK tạm dừng thử nghiệm vaccine đối với virus đường hô hấp ở phụ nữ mang thai. Nghiên cứu mới cho thấy, việc mắc một số tình trạng sức khỏe nhất định ở tuổi vị thành niên có thể liên quan đến quá trình lão hóa nhanh hơn ở tuổi trưởng thành. Bộ phim Coda và loạt phim Squid Game thắng lớn tại SAG Award 2022 Cặp vợ chồng Việt Nam quyết định nhận nuôi chó sau khi chính quyền tiêu hủy thú cưng của họ Tìm thấy hai nạn nhân cuối cùng của vụ thuyền máy bị lật ở gần bờ Hội An. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Canada đóng cửa không phận với máy bay Nga sẽ gửi thêm viện trợ phi sát thương trị giá 25 triệu đô cho Ukraine. Canada đã đóng cửa không phận đối với máy bay Nga có hiệu lực ngay lập tức và chính phủ liên bang cũng cam kết cung cấp thêm thiết bị cho Ukraine. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Omar Agambra, thông báo trên Twitter hôm chủ nhật rằng không phận của Canada sẽ đóng cửa đối với tất cả các nhà điều hành của các chuyến bay Nga. Động thái của Canada diễn ra trong bối cảnh các quốc gia châu Âu khác cũng cấm máy bay Nga đi vào không phận của họ. Những nước này bao gồm Đức, Áo, Ý, Cộng hòa Séc, Ba Lan, Bulgaria, Slovenia, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania và Luxembourg. Để đáp trả, Nga cũng đã đóng cửa không phận của mình đối với nhiều quốc gia khi giao tranh giữa các lực lượng của họ và Ukraine tiếp tục diễn ra trong ngày thứ tư liên tiếp. Bộ trưởng Ngoại giao Melanie Choli vào chiều Chủ nhật thông báo rằng, theo yêu cầu của Phó Thủ tướng Ukraine, Canada sẽ gửi thiết bị bảo hộ trị giá 25 triệu đô la cho nước này. Gói viện trợ này bao gồm mũ bảo hiểm, áo giáp, mặt nạ phòng độc và kính nhìn ban đêm. Canada đang làm việc với Ba Lan để đảm bảo thiết bị được vận chuyển đến Ukraine. Bà Jolie cũng nói thêm, và tôi cũng sẽ nói luôn, chúng tôi sẽ gửi thêm. Bà Jolie cũng nhắc lại ý định của Canada trong việc bóp nghẹt đế chế của Nga. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anita Inan cho biết Canada sẽ cung cấp thêm hỗ trợ không vận từ lực lượng vũ trang Canada để NATO sử dụng và cung cấp viện trợ. Và chiến máy bay đầu tiên sẽ khởi hành đến châu Âu vào thứ hai. Bà Anneen cho biết lực lượng vũ trang cũng đang làm việc với cơ quan an ninh truyền thông để cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về an ninh mạng. Chính phủ Canada kêu gọi người dân tránh đi du lịch đến nga nếu không cần thiết. Người dân Canada đang được khuyến cáo tránh tất cả các chuyến du lịch không cần thiết đến Nga khi cuộc chiến với Ukraine đang diễn ra gây gắt. Chính phủ liên bang đã cập nhật tư vấn du lịch cho quốc gia này vào thứ Hai khi phương Tây tiếp tục trừng phạt Moscow vì đã tiến hành một cuộc xâm lược vào quốc gia dân chủ. Đầu tháng 2, Canada cũng đã cập nhật tư vấn du lịch cho Ukraine, kêu gọi người dân Canada tránh tất cả các chuyến du lịch đến quốc gia này. Canada cũng chuyển các nhân viên đại sứ quán và lãnh sự quán đến Ba Lan sau khi chiến tranh nổ ra tại nước láng giềng Belarus, người dân Canada được khuyến cáo tránh mọi hoạt động đi lại do nguy cơ thi hành luật pháp địa phương một cách tùy tiện và cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Belarus, một đồng minh mạnh mẽ của Nga, đã trở thành bể phóng cho các lực lượng Nga tiến vào Ukraine. Một quan chức tình báo cấp cao của Mỹ nói rằng. Belarus dự kiến sẽ gửi binh lính tới Ukraine sớm nhất là vào thứ hai để chiến đấu cùng với các lực lượng của Nga. Ontario chuẩn bị đưa ra luật mới về các quyền cơ bản của người lao động hợp đồng gig workers bao gồm mức lương tối thiểu 15 đô la. Ontario sắp sửa ban hành một luật sẽ bao gồm các tiêu chuẩn việc làm cho những người lao động theo hợp đồng gig workers bao gồm mức lương tối thiểu và ngày trả lương thường xuyên đạo luật digital platform workers rights act tức là đạo luật về quyền của công nhân trên nền tảng kỹ thuật số sẽ tách biệt với đạo luật tiêu chuẩn việc làm hay còn gọi là employment standards act Luật sẽ bao gồm các tài xế công nghiệp, ví dụ như Uber và Lyft, và tài xế giao hàng, cũng như những người khác được giao công việc thông qua các nền tảng kỹ thuật số. Bộ trưởng lao động Monty Mark Nafton sẽ công bố những chi tiết của luật mới này vào cuối ngày hôm nay. Các quyền được đề xuất bao gồm đảm bảo rằng người lao động sẽ nhận được thông tin bằng văn bản, nêu chi tiết cách thức hoạt động của các thuật toán của nền tảng, cách tính lương, cách hệ thống đánh giá, hiệu suất hoạt động và cách nhà điều hành nhận tiền bo. Luật cũng sẽ yêu cầu thời hạn trả lương định kỳ và mức lương tối thiểu là 15 đồng, đồng thời cấm các nhà điều hành giữ lại tiền boa và cấm người chủ sử dụng lao động trả thù người lao động vì đã thực hiện các quyền của họ theo đạo luật. Luật được đề xuất cũng sẽ yêu cầu các nhà điều hành thông báo cho người lao động về lý do nghỉ việc nếu họ bị xóa khỏi nền tảng làm việc lâu hơn 24 giờ. Dự luật sẽ được giới thiệu vào ngày hôm nay. Luật này sẽ không giải quyết tình trạng việc làm của những người lao động hợp đồng trên ứng dụng. Những người này thường được phân loại là người làm hợp đồng hay còn gọi là contractors, chứ không phải là nhân viên, nhưng tỉnh cho biết dự luật sẽ cấp cho họ các quyền lao động. Cuộc diễu hành St. Patrick's Day, nổi tiếng của Montreal, trở lại sau khi đại dịch hủy bỏ. Lễ diễu hành nổi tiếng của Montreal, St. Patrick's Day, đang trở lại sau khi bị hủy bỏ trong hai năm qua do đại dịch. Cộng đồng người Ireland của thành phố sẽ tổ chức lễ hội hàng năm vào Chủ nhật ngày 20 tháng 3. Hiệp hội Ireland Montreal United đã đưa ra thông báo vào thứ Hai. Tuy nhiên, với khung thời gian giảm và thiếu sự chuẩn bị, sự kiện sẽ được thu nhỏ trong năm nay. Các nhà tổ chức ước tính sẽ có khoảng 500 người, chủ yếu là người Ireland. Con số này ít hơn nhiều so với số lượng 3.000 người diễu hành thường tham gia. Tuyến đường diễu hành sẽ dài hơn một chút, kéo dài theo phố San Catherine từ phố Lambert Clause đến phố Union, nó sẽ kết thúc trước Bay Store. Người tổ chức cho biết, mục tiêu của việc mở rộng tuyến đường là giúp phân tán đám đông và cung cấp cho mọi người không gian rộng rãi. Cuộc diễu hành lần thứ 197 cũng sẽ bắt đầu sớm hơn vào lúc 9:30 sáng để mang lại bầu không khí mang tính gia đình hơn cảnh sát cảnh báo về một trò lừa đảo qua tin nhắn để hoàn lại tiền cho sticker biển số ở ontario cảnh sát khu vực peel đang cảnh cáo người dân lưu ý về một vụ lừa đảo liên quan đến một tin nhắn liên quan đến việc hoàn trả tiền dán biển số ở ontario họ nhắc mọi người cảnh giác vụ lừa đảo vì service ontario không gửi tiền hoàn lại qua tin nhắn văn bản một phiên bản của thông báo có nội dung Service Ontario 2. Chấm. As you know, we have removed license plate stickers on own vehicles, so we are giving you back $120. Get hold of it here. Link. Data race may apply. Các khoản hoàn trả phí dán biển số sẽ được tự động gửi qua đường bưu điện cho những người đủ điều kiện. Để được hoàn lại tiền, người lái xe cần đảm bảo địa chỉ trên giấy phép của họ được cập nhật trực tuyến trước ngày 7 tháng 3 hoặc cập nhật qua điện thoại với Service Ontario theo số 1888-333-0049. Bất kỳ vé hoặc tiền phạt chưa thanh toán nào phải được thanh toán trước khi nhận được khoản tiền này. Hầu hết các hạn chế của Ontario Covid-19 sẽ được dỡ bỏ vào tháng 3 và đây là những gì bạn cần biết. Gần như tất cả các hạn chế COVID-19 chính của Ontario sẽ được dỡ bỏ trong tuần này, đưa tỉnh đến gần nhất với cuộc sống trước đại dịch. Vòng tiếp theo của các biện pháp y tế công cộng dự kiến sẽ được dỡ bỏ vào ngày mai, thứ ba. Thay đổi lớn nhất sắp diễn ra trong tuần này sẽ là việc Ontario dỡ bỏ yêu cầu về bằng chứng tiêm chủng đối với các cơ sở không thiết yếu trong nhà. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có thể chọn duy trì quy định này. Một số chủ sở hữu đã nói rằng họ sẽ vẫn yêu cầu bằng chứng về việc tiêm phòng để đảm bảo an toàn cho nhân viên của họ và để khách hàng yên tâm các yêu cầu về vaccine trong các ngành như chăm sóc sức khỏe và chăm sóc sức khỏe dài hạn vẫn sẽ được duy trì cho đến thời điểm hiện tại. Giới hạn sức chứa của tất cả các cơ sở công cộng trong nhà khác cũng sẽ được dỡ bỏ từ ngày 1 tháng 3. Khẩu trang vẫn sẽ được yêu cầu, tuy nhiên các quan chức đã ám chỉ chính sách có thể được dỡ bỏ vào tháng 3. Các quan chức cũng đã gợi ý rằng các chính sách khác có thể được điều chỉnh hoặc loại bỏ trong những tuần tới, chẳng hạn như chính sách về bắt buộc cách ly hoặc yêu cầu vaccine ở một số nơi làm việc. Toronto gần như đã hết sạch nhà để mua. Trong nhiều năm nay, các chuyên gia bất động sản đã liên tục cảnh báo về việc Toronto và các vùng ngoại ô xung quanh đối mặt với tình trạng thiếu nhà ở nghiêm trọng. Sự mất cân bằng giữa cung và cầu này đang thúc đẩy giá cả tăng vọt và được coi là nhân tố chính dẫn đến cuộc khủng hoảng nhà ở và những lời cảnh báo đang trở nên nghiêm trọng hơn. Một báo cáo mới từ Hiệp hội Phát triển Đất và Công nghiệp Xây dựng, viết tắt là BILD, đã nhấn mạnh mức độ khó khăn về nhà ở trong khu vực. Với dân số hơn 6 triệu người, có rất nhiều người và nhà ở khu vực Đại Toronto, với phần lớn khu vực đô thị được xây dựng với những khu vực rộng lớn gồm những ngôi nhà dành cho một gia đình và những ngôi nhà cookie cutter, có nghĩa là những ngôi nhà giống hệt như là xây liền kề. Nhiều người sẽ cho rằng đúng ra phải có hàng nghìn nhà ở trên thị trường, nhưng thực tế thì ngược lại. Báo cáo mới tiết lộ rằng số lượng nhà dành cho một gia đình đã giảm xuống mức thấp kỷ lục chỉ còn 550 căn vào tháng Giêng, tính ra là vài trăm ngôi nhà có sẵn trên một khu vực có hàng triệu người dân. So với nhà trước đại dịch vào tháng 1 năm 2019, số liệu nhà của năm nay chỉ bằng 10%, con số này cũng quá nhỏ so với số lượng trung bình 15.000 căn trong giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2009. Trong khi đó, đã có 8.333 căn hộ chung cư được tung ra thị trường trong cùng một khoảng thời gian, vẫn được coi là thấp đến mức trầm trọng. Bên cạnh những con số thấp đến mức nguy hiểm về nguồn cung nhà ở cho một gia đình, đây thực sự là tháng làm việc hiệu hiệu quả nhất trên thị trường bất động sản trong 19 năm, với 2.853 căn nhà đã được bán, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 47% so với mức trung bình của 10 năm. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Ukraine tìm cách gia nhập EU khi vòng đàm phán với Nga kết thúc. Báo cáo mới của Liên Hợp Quốc cảnh báo về những hậu quả chết người của biến đổi khí hậu. GSK tạm dừng 3 thử nghiệm vaccine đối với virus, đường hô hấp ở phụ nữ mang thai. Nghiên cứu mới cho thấy việc mắc một số tình trạng sức khỏe nhất định ở tuổi vị thành niên có thể liên quan đến quá trình lão hóa nhanh hơn ở tuổi trưởng thành. Cặp vợ chồng Việt Nam quyết định nhận nuôi chó sau khi chính quyền tiêu hủy thú cưng của họ. Và sau đây là phần tin chi tiết. Ukraine tìm cách gia nhập EU khi vòng đàm phán với Nga kết thúc. Một cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine cho biết vòng đàm phán đầu tiên với Nga về việc chấm dứt giao tranh ở Ukraine đã kết thúc và nhiều cuộc đàm phán sẽ sớm diễn ra. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine đã ký đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu cho đất nước của mình nhằm củng cố mối quan hệ của đất nước ông đối với phương Tây. Các quan chức Nga và Ukraine đã gặp nhau hôm thứ Hai để đàm phán trong bối cảnh hy vọng nhiều nhưng kỳ vọng thấp về bất kỳ đột phá ngoại giao nào, sau khi Moscow vấp phải sự phản kháng gay gắt bất ngờ khi nổ ra cuộc chiến trên bộ lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ Hai các lực lượng ukraine đã cố gắng làm chậm bước tiến của nga và các lệnh trừng phạt của phương tây đang bắt đầu siết chặt nền kinh tế nga nhưng điện kremlin một lần nữa làm dấy lên bóng ma chiến tranh hạt nhân báo cáo rằng các lực lượng hạt nhân trên bộ trên không và trên biển của họ đã ở trong tình trạng báo động cao sau yêu cầu của tổng thống putin vào cuối tuần vừa qua một quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ phát biểu hôm thứ hai với điều kiện giấu tên cho biết Hoa Kỳ vẫn chưa nhận thấy bất kỳ thay đổi đáng kể nào trong tư thế hạt nhân của Nga, hiện vẫn chưa rõ liệu có máy bay vũ trang hạt nhân nào đang ở trên không xung quanh Ukraine hay không. Quân đội Nga đã phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào các khu dân cư, mặc dù có nhiều bằng chứng về việc tấn công bằng hỏa lực vào nhà cửa, trường học và bệnh viện. Người đứng đầu nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ít nhất 102 thường dân đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong hơn 4 ngày giao tranh, cảnh báo rằng con số đó có thể là một con số quá thấp và tổng thống Ukraine cho biết ít nhất 16 trẻ em trong số những người thiệt mạng một quan chức khác của Liên hợp quốc cho biết, hơn nửa triệu người đã bỏ trốn khỏi đất nước kể từ cuộc xâm lược, với nhiều người trong số họ đến Ba Lan, Romania và Hungary, và hàng triệu người đã rời khỏi nhà của họ. Tuy nhiên, một chút hy vọng đã xuất hiện khi cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức Ukraine và Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu khai mạc vào hôm thứ hai. Các phái đoàn đã gặp nhau tại một chiếc bàn dài với một bên là cờ Ukraine và một bên là cờ của Nga. Ngoài ra, Đại hội đồng Liên hợp quốc gồm 193 quốc gia đã mở phiên họp khẩn cấp đầu tiên trong nhiều thế kỷ để đối phó với cuộc xâm lược Ukraine, với việc chủ tịch Đại hội đồng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, kiềm chế tối đa bởi tất cả các bên và quay trở lại hoàn toàn với ngoại giao và đối thoại. Tổng thống Nga Putin không bị cô lập hoàn toàn và đã nói chuyện với một loạt nguyên thủ quốc gia trong những ngày gần đây, bao gồm cả cuộc điện đàm kéo dài 90 phút với tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đang kêu gọi đình chiến. Ông Putin cũng đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo của Israel, Armenia và các quốc gia khác. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Nga đang tranh giành đồng rút tăng giá và Hoa Kỳ và các nước châu Âu tăng cường vận chuyển vũ khí cho Ukraine. Trong khi họ hy vọng kiềm chế sự hung hăng của Putin, các biện pháp này cũng có nguy cơ đẩy Putin ngày càng bị dồn vào bờ vực và gây ra nỗi đau cho những thường dân Nga. Tại Moscow, người dân đang xếp hàng dài để rút tiền mặt khi các lệnh trừng phạt đe dọa sinh kế và tiền tiết kiệm của họ. Ngoài các lệnh trừng phạt, Mỹ và Đức tuyên bố sẽ gửi tên lửa Stinger, và các vật tư quân sự khác cho ukraine liên minh châu âu được thành lập để đảm bảo hòa bình trên lục địa sau thế chiến thứ hai lần đầu tiên cung cấp viện trợ gây chết người bao gồm cả vũ khí chống xe tăng các bộ trưởng quốc phòng eu sẽ gặp nhau vào hôm thứ hai để thảo luận về cách đưa vũ khí vào ukraine một chuyến tàu chở thiết bị của séc đã đến vào chủ nhật và một chiếc khác đang trên đường vào thứ hai mặc dù Việc ngăn chặn những chuyến hàng như vậy rõ ràng là sẽ ưu tiên hàng đầu của Nga. Báo cáo mới của Liên Hợp Quốc cảnh báo về những hậu quả chết người của biến đổi khí hậu. Một báo cáo mới từ một ủy ban khí hậu của Liên Hợp Quốc đang cảnh báo về những tác động chết người của biến đổi khí hậu cả hiện tại và tương lai. Theo đó, họ phát hiện ra rằng những tác động đó hiện còn tồi tệ hơn các nhà khoa học từng tin báo cáo của ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu viết tắt là ipcc đã cảnh báo về những rủi ro sức khỏe do biến đổi khí hậu bao gồm do tiếp xúc với nhiệt bệnh tật và các vấn đề sức khỏe tâm thần theo ipcc cho biết trên toàn cầu các hiện tượng nắng nóng cực độ đã dẫn đến tử vong Kể từ lần cuối cùng IPCC đưa ra một báo cáo vào năm 2014, đã có nhiều sự kiện nghiêm trọng hơn bao gồm tỷ lệ tử vong ở người do nắng nóng được cho là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Báo cáo của hội đồng đã mô tả những rủi ro lớn bổ sung trong những thập kỷ tới, đặc biệt là giữa những năm 2040 và 2100. Tóm tắt kết quả nghiên cứu cho biết, biến đổi khí hậu và các hiện tượng cực đoan liên quan sẽ làm gia tăng đáng kể tình trạng sức khỏe kém và tử vong sớm trong giai đoạn ngắn và lâu dài. Đặc biệt, hội đồng còn nêu lên lo ngại về khả năng tiếp xúc với các đợt nắng nóng, các nguy cơ bệnh truyền nhiễm qua thức ăn và nước cũng như bệnh tật từ các loài gây hại như mũi. Họ cũng đặc biệt cảnh báo về sự gia tăng nguy cơ mắc bệnh từ một số loại mũi nhất định có khả năng khiến hàng tỷ người khác gặp rủi ro vào thế kỷ này. Bên cạnh đó, hội đồng IPCC còn cảnh báo về các vấn đề sức khỏe tâm thần gia tăng như lo lắng và căng thẳng. Báo cáo cũng cảnh báo rằng một số tác động hiện đang được thấy là tồi tệ hơn so với dự kiến trước đây. Chúng tôi đang thấy những sự ảnh hưởng đang ngày càng lan rộng và tiêu cực hơn nhiều so với dự kiến. Ở mức 1,09 độ hiện tại mà chúng tôi có, Camille Permission, một trong những tác giả của báo cáo nói với các phóng viên đề cập đến mức hiện tại của sự ấm lên so với mức tiền công nghiệp. Pachmission nói thêm rằng thế giới đang chứng kiến những tác động mà trước đây họ không mong đợi sẽ thấy ở mức độ ấm lên hiện tại, chẳng hạn như dịch bệnh đã xuất hiện ở các khu vực mới và sự tuyệt chủng đầu tiên của các loài do biến đổi khí hậu. Báo cáo cũng lưu ý những tác động tiềm tàng đối với cơ sở hạ tầng, đặc biệt là ở các khu vực ven biển. Họ nói rằng trên toàn cầu, khoảng 1 tỷ người được dự báo sẽ gặp rủi ro từ các hiểm họa khí hậu cụ thể ở vùng ven biển trong khi thế giới đang phải vật lộn với biến đổi khí hậu, báo cáo cho biết rằng các kết quả trong tương lai sẽ khác nhau dựa trên mức độ khẩn cấp của thế giới hiện nay để giảm thiểu và thích ứng với nó. Nhìn chung, các tác giả của báo cáo lưu ý rằng tình hình trở nên thảm khốc như thế nào phụ thuộc vào mức độ thế giới có thể hạn chế sự nóng lên. Rachel Bosner-Curve, một trong những tác giả thảo luận về những rủi ro đối với hệ thống lương thực cho biết mỗi khi mức ấm tăng lên sẽ làm tăng nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và do đó chúng ta càng nhanh chóng có hành động mạnh mẽ để giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính thì tác động nghiêm trọng sẽ càng ít. GSK tạm dừng 3 thử nghiệm vaccine đối với virus đường hô hấp ở phụ nữ mang thai công ty dược phẩm của anh gsk hôm thứ hai cho biết họ đã tạm dừng việc phân phối và tiêm chủng trong ba cuộc thử nghiệm vaccine chống lại virus hợp bào hô hấp rsv ở phụ nữ mang thai RSV là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi ở trẻ mới biết đi và người già, nhưng việc phát triển vaccine đã bị cản trở bởi những thất bại trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, nhiều nhà sản xuất hiện đang nghiên cứu để đưa ra một ứng cử viên cho thị trường trong vài năm tới. GSK, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới theo doanh số bán hàng, đã nhắc lại hôm thứ Hai rằng việc tạm dừng không ảnh hưởng đến một thử nghiệm khác đối với ứng cử viên vaccine RSV của họ cho người lớn từ 6 60 tuổi trở lên, đồng thời cho biết thêm rằng phân tích dữ liệu an toàn từ các thử nghiệm dành cho bà mẹ đang được tiến hành vaccine rsv được xem là một cơ hội để gsk thực hiện cam kết thúc đẩy tỷ lệ phát triển thành công thuốc của mình lĩnh vực mà họ đã bị tụt hậu từ lâu so với các công ty khác việc tiêm vaccine rsv của hãng gsk cho phụ nữ mang thai nhằm mục đích tạo ra khả năng miễn dịch để bảo vệ thai nhi vaccine dành cho người cao tuổi một đối tượng dễ bị tổn thương khác được các nhà phân tích coi là một thị trường rsv lớn tiềm năng với kết quả thử nghiệm dự kiến sẽ diễn ra trong nửa đầu năm nay. Nghiên cứu mới cho thấy, việc mắc một số tình trạng sức khỏe nhất định ở tuổi vị thành niên có thể liên quan đến quá trình lão hóa nhanh hơn ở tuổi trưởng thành. Theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí JAMA Pediatrics, thanh thiếu niên từ 11 đến 15 tuổi bị béo phì, hút thuốc lá hàng ngày hoặc mắc chứng rối loạn tâm lý, chẳng hạn như lo lắng, trầm cảm hoặc ADHD về mặt sinh học lão hóa nhanh hơn gần 3 tháng so với những người cùng độ tuổi của họ. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ 910 người thuộc nghiên cứu Dunedin, một cuộc điều tra dài hạn theo dõi sức khỏe và hành vi của những người tham gia sinh từ tháng 4 năm 1972 đến tháng 3 năm 1973 ở Dunedin, New Zealand khi họ từ 3 tuổi cho đến khi họ 45 tuổi. Khi họ độ tuổi 45, nghiên cứu mới phát hiện ra rằng những người tham gia có hai hoặc nhiều hơn ba vấn đề chung về sức khỏe như hút thuốc, béo phì hoặc rối loạn tâm lý. Khi ở độ tuổi vị thành niên, họ đã gặp các tình trạng như đi chậm hơn 11,2cm một giây, có tuổi não già hơn 2,5 tuổi và có khuôn mặt già hơn gần 4 năm so với những người không gặp các vấn đề đó. Các yếu tố mà các nhà nghiên cứu sử dụng để đo lường sự lão hóa bao gồm chỉ số khối cơ thể BMI, tỷ lệ vòng eo trên hông, xét nghiệm máu, hormone điều hòa sự thèm ăn và tích trữ chất béo, huyết áp, cholesterol, sâu răng, bệnh nha chu, sức khỏe tim mạch và chụp cộng hưởng từ não em rai. Nghiên cứu cũng kiểm tra vấn đề sức khỏe thứ tư với các kết quả rất khác nhau. Những người tham gia bị hen suyễn ở tuổi vị thành niên, hầu hết trong số họ đã được điều trị, sẽ không già hơn về mặt sinh học ở tuổi 45 so với những người khác bị hen suyễn. Những phát hiện này vẫn không thay đổi ngay cả khi các tác giả xem xét các yếu tố gây nhiễu có thể xảy ra như những bất lợi về kinh tế xã hội hoặc trải nghiệm thời thơ ấu bất lợi. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng, việc xác định tình trạng sức khỏe ở tuổi vị thành niên có liên quan đến quá trình lão hóa nhanh hơn có thể giúp các chuyên gia y tế làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa tình trạng sức khỏe kém sau này trong cuộc sống. Bộ phim Coda và loạt phim Squid Game thắng lớn tại SAG Award 2022 Lễ trao giải SAG Award Gọi là giải thưởng của hội diễn viên điện ảnh được tổ chức vào chủ nhật tại Santa Monica, California đã có những chiến thắng lịch sử dành cho các diễn viên khiếm thính các ngôi sao đến từ hàn quốc và một số tên tuổi lớn nhất của Hollywood. Koda, bộ phim dành cho tuổi mới lớn đầy cảm động của nhà làm phim San Hider hợp tác với Apple TV Plus với sự góp mặt của bộ ba diễn viên khiếm thính Mali Matlin, Troy Kussler và Daniel Durant cùng với nữ diễn viên mới Amelia Jones đã giành giải đồng diễn xuất xuất sắc nhất. Bộ phim Coda đã được coi là một bước ngoặt đối với cộng đồng người khiếm thính ở Hollywood. Trong khi đó, loạt phim Squid Game của Netflix, bộ phim không nói tiếng Anh đầu tiên được đề cử bởi hiệp hội diễn viên đã giành được 3 giải thưởng bao gồm nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim truyền hình dài tập và nữ diễn viên xuất sắc nhất trong một bộ phim truyền hình dài tập. Ngoài ra, nam diễn viên Will Smith, ngôi sao của bộ phim quần vợt gia đình King Richard đã đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất và mang về giải thưởng SAG đầu tiên của mình. Trong khi đó, Jessica Chastain đã thắng giải thưởng này ở hạng mục dành cho nữ diễn viên với diễn xuất trong phim The Eyes of Tammy Faye. Giải thưởng của hội diễn viên điện ảnh SAG Award nhằm tôn vinh diễn xuất nổi bật trong lĩnh vực phim truyền hình và điện ảnh, được tổ chức từ năm 1995, SAG Award là một trong những dự báo cho những ngôi sao sẽ bước lên bục vinh quang ở giải Oscar một tháng sau đó. cặp vợ chồng việt nam quyết định nhận nuôi chó sau khi chính quyền tiêu hủy thú cưng của họ sau khi đàn chó 15 con của mình bị tiêu hủy hồi tháng 10 bởi các nhà chức trách, cặp vợ chồng người Việt đã nhận nuôi thêm những con chó khác. Theo báo cáo trước đó của các phương tiện truyền thông địa phương, các nhà chức trách cho biết họ đã tiêu hủy những con vật này vì lo ngại chúng sẽ lây truyền virus từ người chủ của chúng sang những người khác. Sự việc đã khiến nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng đối với chính quyền và nhiều người đã quyên góp ủng hộ cho cặp vợ chồng. Trải qua sự việc trên, cặp vợ chồng hiện nay cho biết họ hiện đang dành phần lớn số tiền kiếm được để trả cho các lò mổ và nhà hàng để mua chó và nuôi nấng chúng, cũng như mua thức ăn và thuốc cho vật nuôi của họ. Giữa việc nấu các bữa ăn cho chó, huấn luyện, chải lông và mặc áo váy cho chúng hay mang chúng đi chợ bằng xe máy, cặp vợ chồng cho biết những con chó đã giúp cho cuộc sống của họ trở nên vui vẻ hơn. Họ, chúng là niềm vui, và niềm an ủi của chúng tôi. Trước đây, chỉ có tôi và người vợ của mình, anh Phạm Minh Hùng, 50 tuổi, làm việc trong lĩnh vực xây dựng, nói. Nhắc đến những con vật cưng đã qua đời của mình, chị Nguyễn Thị Chi Em, người vợ của anh Hùng, nhanh chóng rơi nước mắt. Tôi buồn và khóc rất nhiều vì nhớ những con chó, nên chồng tôi đã an ủi và nói với tôi rằng chúng tôi sẽ nuôi những con chó khác. Chị Chi Em nói, ôm một chú chó con có đôi tay màu nâu vàng. Cặp đôi dự định sẽ nhận nuôi thêm 8 chú chó con và chị chị em nói rằng chị sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ chúng, kể cả khi phải trốn trong rừng để chúng không phải trải qua sự việc tương tự lần thứ hai. rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin canada buổi chiều do tạp chí culture magazine thực hiện tin tức canada và thế giới sẽ được cập nhật liên tục trong ngày trên kênh culture channel và sẽ gửi đến quý vị hai lần một ngày kính mời quý vị tiếp tục đón theo dõi bản tin tiếp theo với những tin tức đáng chú ý khác đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này tốt hơn mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính phủ tỉnh Ontario